Review tai nghe dành cho đàn organ piano giá chỉ có trên 200k thôi, bảo hành 1 tháng tại nhạc cụ thì organ. Xin chào mọi người nha, hôm nay thì sẽ review một chiếc tai nghe này. Đó. Màu đen, bây giờ thì sẽ đập hộp ra ha. Này là chiếc tai nghe mẫu Thiện đeo. Đây là chiếc hộp tai nghe đang bán tại nhà cụ thì organ, chuyên cho những ai mà có nhu cầu học đàn organ hay là piano mà muốn sự yên tĩnh, không có sự ồn ào thì chúng ta có thể sử dụng chiếc tai nghe này. Không, được bảo bọc rất là kỹ luôn nha mọi người. Đây màu đen ha, màu đen nhìn rất là đẹp. Và sợi dây này á, chiều dài á, nó dài tới 2m lần nha mọi người, cho nên là mọi người cứ thoải mái sử dụng thôi. Đó, như Thiện đeo bên đây. Thiết kế của chiếc tai nghe này á là bao gồm phần đuôi á, là cái đuôi jack 6 ly ha. Chúng ta có thể cắm vào cái ổ jack 6 ly vào cây đàn organ, keyboard hoặc là đàn piano. Rồi, tiếp theo thì chiếc tai nghe này á được thiết kế nè, mọi người có thể thấy là cái việc mà linh động kéo lên kéo xuống nè, để chỉnh cái độ rộng khi mà chúng ta đeo. Đó, rất người lớn hay là em bé hay là thiếu nhi giờ đều có thể đeo được. Bên trong phần da này á là rất là êm mọi người ha. Rồi trên này là có nút volume, bây giờ thì sẽ quay cận cảnh để chia sẻ cho mọi người ha. Đây là chiếc tai nghe, giá chỉ có trên 200k thôi, nhưng mà rất phù hợp cho những người mới tập. Đây, những người mà học đàn organ hoặc là đàn piano, mọi người có thể thấy đây ha. Đây là cái chuôi 6 ly, đây là chuôi stay mọi người ha. Có hai cổng nè, sổng stay, rồi chúng ta nghe hai bên hai tay luôn. Trên này thì có cái nút chỉnh volume trên này, chúng ta mọi người lưu ý là có nút chỉnh volume trên này ha, để chúng ta chỉnh lớn nhỏ, và chúng ta có thể tùy chỉnh kéo ra kéo vô để chúng ta chỉnh cái độ rộng khi mà chúng ta đeo vào đây. Còn mặt trong á, mọi người có thể thấy nè, mặt trong là bằng da rất là êm ha. Đây da rất là êm đấy, hai bên luôn. Cái này thì bảo hành 1 tháng nha, thì ship về tận nhà cho mọi người luôn, có lỗi về thì sẽ bao đổi trả cho mọi người luôn ha. Đây, ngay trong này là có ốc nhìn rất là chắc chắn nha mọi người. Trên này phần ốc rất là trắng, trên này cũng phần da luôn, thiết kế phần máy vòm này bằng da rất là êm. Đây. Rồi, như vậy là Thiện cũng đã review cho mọi người về hình ảnh và chất liệu của chiếc tai nghe này. Thiết kế cũng rất là đẹp. Và bên Thiện là chuyên cung cấp sỉ cho các trường học, cho các đại lý. Nếu các đại lý có nhu cầu tham khảo giá sỉ thì có thể liên hệ tại nhạc cụ Thiện organ. Hoặc là cô chú anh chị nào có nhu cầu mua cái này một cái thì cũng ship về luôn. Liên hệ qua số điện thoại 097 367 5251, hoặc 0392322086, nhạc cụ Thiện organ. Đây, chiếc tai nghe này, và bên trên đây là shop nhạc cụ Thiện organ. Và ngoài chiếc tai nghe này, bên Thiện còn cung cấp đàn melodica 32 phím, 37 phím, rồi piano, guitar, organ đã qua sử dụng hoặc là đàn mới đều cung cấp, và ship hàng tận nhà và thanh toán tại nhà luôn. Xin chào mọi người và chúc mọi người sức khỏe nha. Mình thấy thích thì có thể liên hệ qua cho nhạc cụ Thiện organ, số điện thoại 0973675251, thì có ship hàng toàn quốc và thanh toán tại nhà, và có chương trình hỗ trợ trả góp. Và ngoài ra thì bên Thiện cũng có chuyên cung cấp dòng đàn Yamaha mới SD100, SD900, SD600 và những dòng đàn Custom hay là những dòng đàn Yamaha cho người mới tập đầy đủ luôn nha mọi người. Từ 2 triệu cho tới 30-40 triệu thì đều cung cấp hết. Chúc mọi người sức khỏe và xin chào mọi người nha.